Hello anh em nhá, hôm nay thì mình lại review lại chiếc xe của em trai ở trên Thái Nguyên. Đấy, hôm nọ thì mình có review một cái video, nó chỉ tầm 3 phút, 2 phút gì đấy. Anh em chưa sâu xó hết được, hôm nay thì em có cơ hội qua gàng mình tham quan mà em ý thích cái gì thì em mua. Đấy, bạn thấy không? Đây, bạn ý thì đồ rất là nhiều xe này các bạn, đồ rất là nhiều đồ chơi mà thật sự nó là khác bọt luôn đấy. Đấy, đang quay qua cho anh em xem qua nhá. Đấy, các bạn thì nhìn ra xa, các bạn thể ngắm 1-2 giây, các bạn sẽ thấy đồ rất là tốn rất là nhiều tiền. Đồ bạn tốn rất nhiều tiền các bạn. Đây, những cái này thì là con xe này sẽ nhập anh em nhé, xe sẽ nhập các bạn ạ, sẽ nhập cabin kép rồi các bạn này. Đấy, thì con này thì đồ chơi của nó giống gần như giống HT 150, HT 100. Đấy, có những đồ rất mang chất Hàn Quốc. Đấy, như cái móm cản này các bạn này, cả của những chiếc xe nhập này, bản đồ rất đẹp luôn. Đấy, để lên được một chiếc xe như này thì anh em phải chơi cũng như là tìm hiểu qua rất là nhiều đồ. Đấy, độ bi led vào pha đèn đời mới luôn. Con này của em là 207 nhờ, 205. Đấy, 205 kali cabin kép nhá. Ơ, thế con này của em mà có đời sâu hơn cả của Sơn à? Đúng không? Đời sâu của người Sơn, Sơn xanh đúng không? Đúng rồi, con này của em thì đây, cabin kép anh em nhá. Con này thì em trai độ full đồ luôn, nói chung là không còn gì để chơi anh em ạ. Đấy, các bạn thấy không? Nói chung là bạn ấy mắt thẩm mỹ, design cũng đẹp đấy. Bạn ấy chuyên về đồ chơi xe máy thì thành ra bạn cũng có cái mắt tư tưởng về đồ chơi xe tải. Đấy, đời sâu tô. Các bạn thấy không? Anh em nhìn thấy không? Quá rất đẹp luôn. Đấy, các bạn đấy, bố băm lại nhìn nét không? Sợ nhờ? Đấy, em trai đúng rồi, yêu luôn. Đấy, nói chung là còi hơi thôi, thứ gì. Cái xe này thì anh em chơi xe rồi thì nó là chuyện bình thường rồi. Bây giờ anh em đang tìm cái gì đó gần trước là khác biệt cơ. Đấy, thôi mình nhìn lướt qua thôi, bây giờ mình nhìn lướt qua cho anh em trong cabin nhá. 3, 2, 1, anh em khám phá này. Đấy, anh em thấy không? Trong cabin thì em trai rồi, không thiếu rồi. Đây. Đó, trần này, cabin kép này, độ bỏ loa này. Đấy, các bạn này ạ. Mặt gấu này, nhìn yêu luôn này. Đấy, nói chung là đầy đủ hết anh em ạ, không thiếu thứ gì luôn. Xe nhập thì nó còn nhiều những cái option, nhưng con này của bạn ấy thì chưa có option mấy các bạn nhé. Không có. Không, anh tưởng là option full đúng không em? Thiếu vô lăng rồi. Thiếu vô lăng rồi đúng không? Đấy. À, chương trình cục chỉnh điện anh em nhé. Anh em nói chung là đầy đủ hết anh em nhá. 205 độ đầy đủ hết. Em ơi, tiền này, tiền rơi này, anh để gọi ở đây nhá. Đấy. Cái này là em đổ cái gì đây? Điện thoại máy Hải Phòng đấy không? Điện thoại em gì cả? Ờ đúng rồi. Nghe hết rồi đó. Em nghe đi vì đang live không biết ấn có lên đang lên được không. Đấy, bạn thấy không? Rất là yêu luôn nha các bạn nhá. Xe thì ở chung là full đồ anh em ạ. Đấy, mình quay anh em xem. Các bạn nhìn này. Bộ Bemo. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, chẳng buồn ý đâu, chẳng biết sao. Đây, tay đây các bạn ạ, tay đấy. Đây, yêu cho các bạn nhìn đẹp không? Các bạn nhìn thấy hay không? Rất nhiều thì đẹp luôn, cái này thì mình cũng khỏi phải nói anh em ạ. Vì nó là bản ý độ rất là đẹp rồi. Đẹp thì theo thì đừng mắt anh em, nhưng mà mình theo mình là đẹp. Vì cái gu của bạn ấy cũng rất đẹp. Đấy. Các bạn thấy chất không? Đi xe đẹp vậy anh em nhỉ. Đây, mở bên phụ anh em ngắm qua nhá. Đấy, các bạn thì vừa mua cái này, bạn đi chế. Chế đi, có đây Yusu. Đấy, các bạn thấy không? Xe của nhập khẩu này. Đấy, cốp giữa. Bạn đi độ này. Ê, độ ấy chắc là cái phím vô lăng, à phím của cái đài hay sao ấy. Coi thì các bạn khỏi phải chê rồi. Chơi hết còn lại. Căng nhằng. Sợ. Đầy đủ hết rồi anh em ạ, không thiếu những gì luôn. Đấy, từ A đến Z luôn anh em nhá. Đấy, kèm Thái các bạn này. Quả giá này là giá
Cái này là em chế từ bán tải sang không nhỉ? Đúng không em? Đấy, nhìn xe mà nó cũng vừa được. Nhìn yêu vết nhỉ? Nhìn yêu vết. Cái này đẹp nhỉ? Cái này nhìn đẹp em nhỉ? Cái này nhìn đẹp nhỉ? Cái hay thật đấy. Ừ, con này hay, anh thấy hay thật đấy. Con này hay, có hay luôn. Đây anh em này, anh em nhìn qua cái tai này. Ừ, đúng rồi. Đấy, các bạn thấy không? Cái này là cái anh em bề chế rất đẹp các bạn này. Các bạn nhìn thấy hay nhỉ? Rất nhiều anh em thích cái giá này. Cái giá này anh em đứng thoải mái anh em ạ. Nó bằng nhôm. Đấy, Basuri này anh em này. Rồi là kèn Thái này. Đấy, đơn này điện tử luôn. Bắn tròi Thái. Con này phải nói là điểm 10 anh em ạ. Về sự chi và sự chịu chơi cũng như là sự đam mê của em ý với con xe này. Quá đẹp luôn.